Thân chào các em học sinh thân mến. Hôm nay cô trò mình tìm hiểu bài 37, tảo. Tảo sống trong môi trường nước, ngọt, nước mặn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu với hai đại diện tảo sống ở nước ngọt là tảo lục và tảo sống ở nước mặn là rong mơ. Đầu tiên chúng ta sẽ quan sát một tảo sống ở nước ngọt. Nhìn hình các bạn cho cô biết là tảo sống ở những nơi nào? Tảo sống ở trong ao, mặt kênh mương, trong ruộng lúa. Bây giờ cô lấy một sợi tảo xoắn sống ở ruộng lúa quan sát vi tính hiển vi thì cô thấy nó có hình dạng cấu tạo ngoài như thế này đây. Và bây giờ cô thấy cái này là thể màu, bắt tế bào, nhân tế bào. Lưu ý cho cô điều này, bên trong thể màu của sợi tảo xoắn này nó có chút diệp lục, cho nên sợi tảo này nó có màu xanh. Tảo có hình thức dinh dưỡng như thế nào? Tảo tự dưỡng được. Vì sao tảo tự dưỡng được? Vì nó có chút diệp lục, cho nên nó có thể quang hợp để tổng hợp được chất hữu cơ nuôi nó. Là tìm hiểu về sinh sản của tảo. Cô có một sợi tảo mẹ, các bạn xem có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Những sợi tảo này nó sẽ đứt ra từng đoạn, và mỗi một cái đoạn này sẽ phát triển thành một sợi tảo mới. Hình thức sinh sản thứ hai là kết hợp. Có hai sợi tảo và nó đến tiếp xúc với nhau. Và ngay tại điểm tiếp xúc này sẽ tạo thành một cái sợi tảo. Đây, nó tạo thành một cái sợi tảo mới. Và đấy chưa? Như vậy là tóm lại tảo có mấy hình thức sinh sản? Hai hình thức là đứt đoạn hoặc kết hợp. Giờ các em ghi bài. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về tảo sống trong môi trường nước mặn với đại diện là rong mơ. Cây rong mơ này một số bạn mà đi tắm biển thì các bạn sẽ thấy. Và cái tư cây này cô bỏ trong tường hoặc kép nha các em. Có bao giờ các bạn vớt được những cây rong mơ này chưa nào? Khi mà các bạn vớt lên thì các bạn thấy cầm trên tay các bạn thấy nó trơn nhớt nè. Thì các bạn thấy nó có màu nâu. Hình dạng của nó giống như là một cái cây chưa các bạn? Vẫn có thân nè, vẫn có lá nè, có rễ nè, thậm chí có quả nữa. Đúng không nào? Không phải đâu. Cây rong mơ này không phải là một cái cây, mà nó cơ thể của nó mới bắt đầu giống hình dạng của cây mà thôi. Lá giả nè, thân nè, rễ cũng chưa có. Và những cái chấm tròn tròn này không phải là quả, chỉ là những cái phao nổi giúp cho nó nổi trên mặt nước. Bên trong của nó sẽ chứa không khí. Thế thì cây rong mơ này có màu nâu. Tại sao nó có màu nâu? Là do bên trong thể màu của nó có chất phụ màu nâu. Vậy cây rong mơ có thể quang hợp để tạo ra chất hữu cơ nuôi nó hay không? Nó vẫn tạo ra chất hữu cơ nuôi nó được, vì bên trong của nó có chất diệp lục. Cây rong mơ cũng có hình thức sinh sản giống như là tảo xoắn, cũng có hai hình thức là đứt đoạn và kết hợp với nhau. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về đặc điểm chung của tảo. Thì đã học qua tảo xoắn và cây rong mơ, thì các bạn cho cô biết là đặc điểm chung của nó là gì? Đặc điểm chung của tảo là gì nào? Là cấu tạo cơ thể rất là đơn giản, sống trong môi trường nước, luôn luôn có chất diệp lục và chưa có rễ thân lá. Thật sự nhớ điều này cho cô. Vì sao tảo được xếp vào nhóm thực vật bậc thấp? Vì chưa có rễ thân lá thật sự.
luôn luôn có chất diệp lục. Chúng ta sang tiếp một vài tảo khác thường gặp thì chúng ta sẽ có là tảo đơn bào và tảo đa bào. Các bạn hiểu cho cô thế nào là tảo đơn bào, thế nào là tảo đa bào. Tảo đơn bào thì cấu tạo cơ thể của nó chỉ là một tế bào, và tảo đa bào cấu tạo cơ thể của nó gồm nhiều tế bào. Các bạn thấy tảo đỏ nè, là bên trong của nó cũng có chất phụ màu đỏ cho nên nó có màu đỏ. Bây giờ chúng ta sang tiếp về vai trò của tảo. Các bạn thấy là tảo sống trong nước cho nên nó có quan hợp để tạo ra oxy cung cấp cho các sinh vật sống trong nước. Ngoài ra nó là thức ăn cho các loài sinh vật trong nước luôn. Thế thì đối với con người nó có vai trò như thế nào? Quen thuộc đúng không các bạn? Những món này mình đã từng ăn qua rồi nè. Sushi, rau câu. Ngoài ra tảo còn được điều chế làm thuốc nữa. Đây. Thì bên cạnh một số loại tảo có lợi thì cũng có một số tảo gây hại. Chúng ta xem đó là những cái loại tảo nào gây hại cho người và các sinh vật sống trong nước. Thì các bạn thấy có bao giờ nghe nói hiện tượng thủy triều đỏ chưa? Đây là hiện tượng thủy triều đỏ. Trên mặt nước lúc này toàn là một màu đỏ. Đó là loài tảo đỏ, nó sinh sản quá nhanh, nó phủ sóng hết toàn bộ mặt nước biển này. Và chúng ta biết là khi mà nó sinh sản quá nhanh thì dẫn đến nó sẽ chết đồng loạt. Và khi chết đồng loạt thì nó sẽ làm ô nhiễm môi trường nước sống ở khu vực đó. Và chúng ta cũng đã từng bị qua ở Bình Thuận một loài tảo đỏ, nó gây ra hiện tượng thủy triều đỏ vào tháng 7 năm 2002. Và khu vực bị ảnh hưởng đó là Bình Thuận, 40 cây số. Tất cả các sinh vật sống ở trong vùng biển này bị chết hết. Và hậu quả của nó là kinh tế bị suy giảm. Mấy tháng sau mới được hồi phục về nguồn nước này. Ngoài ra, chúng ta thấy là cây tảo xoắn sống ở ruộng lúa nước, làm cho quấn vào cây lúa, làm cho cây lúa khó để nhánh. Và người ta còn có loại tảo đuôi ngựa. Thuyền bè mà đi vào vùng biển này sẽ bị cái tảo này nó quấn vào, làm cho tàu không đi được. Thì những cái thuyền bè không đi được thì các bạn thấy là vùng lương thực, đường nước uống bị cạn kiệt, làm cho những thủy thủ đoàn bị chết. Do đó vùng biển Sargasso này còn gọi là nghĩa địa trên biển, còn gọi là biển quỷ, gây ra hiện tượng thủy triều đỏ, còn gọi là hiện tượng nước nở hoa. Nhớ điều này cho cô nha. Rồi, chúng nhờ các bạn tổng kết về cô ha. Tảo nè, các bạn nhớ dùm cô là cấu tạo của tảo thì chúng ta có là hai tảo sống ở trong môi trường nước ngọt và nước mặn. Cấu tạo của nó là đơn bào, đa bào. Dù cấu tạo đơn bào hay đa bào nhưng cấu tạo của nó rất là đơn giản, luôn luôn có chất diệp lục, chưa có rễ thân lá thật sự, và sống trong môi trường nước. Vai trò thì bao giờ cũng có mặt, có lợi và có hại. Rồi, các em dặn dò nha. Các bạn chuẩn bị bài mới cho cô, phiêu tường. Rồi, bài học của chúng ta kết thúc. Cô thân chào các em ạ. Hẹn gặp lại các em vào tiết sau.